105 Nm, hộp số sàn 6 cấp, mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hộp 5,7-5,8 lít trên 100 km. Kích thước của Jet Avenger 2024 lần lượt là 4084 x 1776 x 1528 mm. Chiều dài cơ sở phiên bản Longitude sở hữu bộ la răng hợp kim đường kính 16 inch. Phiên bản Altitude có giá 25.335 bảng, 754,9 triệu đồng. Đắt nhất là phiên bản Summit với giá 29.200 bảng, 870,06 triệu đồng. Cả hai có một số nâng cấp như màn hình giải trí cảm ứng 10.5